Chính sách mới của ông Tập Cận Bình dẫn dắt người dân đi đến thịnh vượng chung, không được giàu quá mức cho phép. Trong báo cáo tại Đại hội 20, ông Tập Cận Bình tuyên bố rằng bước tiếp theo sẽ là người dẫn dắt người dân đi đến thịnh vượng chung. Đây cũng là lần đầu tiên lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất quy phạm cơ chế tích lũy của cải, chính là quy định về phạm vi và cơ chế tích lũy của cải. Báo cáo lần đầu tiên đề cập đến quy định về phạm vi và cơ chế tích lũy của cải, bao gồm cải thiện hệ thống thuế thu nhập cá nhân, chuẩn hóa trật tự phân phối thu nhập, bảo vệ thu nhập hợp pháp, điều tiết thu nhập quá mức và cấm thu nhập bất hợp pháp. Tin tức Bắc Kinh, tờ báo ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng thuật ngữ mới quy phạm cơ chế tích lũy của cải có ý nghĩa sâu rộng. Nó tăng cường quy định phạm vi con đường phát tài của một số nhóm người giàu có. Theo đó, cơ chế này có lợi cho việc xóa bỏ vùng xám của nhóm người làm lũng đoạn thị trường và kiếm được những khoản lợi khổng lồ. Đài Á Châu Tự Do RFA trích lời ông Lỗ Nan, một nhà bình luận độc lập tại Mỹ cho hay, thay đổi phương thức tích lũy của cải chính là bình mới rượu cũ. Ông Lỗ phân tích rằng có hai loại người được gọi là siêu giàu ở Trung Quốc, một loại là vô hình, loại còn lại là có thể thống kê được trên bề mặt. Bởi vì khi làm ăn kinh doanh ở Trung Quốc, nếu không dính dáng tới quyền lực nhà nước, không có giới quyền quý hậu thuẫn thì khó mà chiếm được thế độc quyền và trở thành người giàu có thực sự. Cho nên cái gọi là thay đổi cách thức tích lũy của cải ấy chẳng qua là cách gọi biến tướng hoặc là chuyển hướng sang một nhóm người khác và lấy của cải từ họ. Trên thực tế, đồng tiền là trung tâm của mọi vấn đề. Kẻ nào càng giàu có đồng nghĩa với việc càng nắm giữ được nhiều quyền lực. Khi tiền về, quyền cũng đạt đến đỉnh cao, họ sẽ trở thành bá chủ. Mà ông chủ của Trung Quốc hiện tại, Tập Cận Bình, dĩ nhiên sẽ không muốn có kẻ vượt lên mình. Do đó, ông Tập đã dùng những quy định trong tích lũy của cải để loại bỏ những cái bóng khổng lồ trong nền kinh tế Trung Quốc có thể làm lung lay ghế ngồi của ông. Đồng thời viện mọi lý do để tịch thu tài sản của họ để làm giàu, củng cố địa vị cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về cái gọi là hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, đó là hiện đại hóa theo hướng chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, là hiện đại hóa vì thịnh vượng chung của toàn thể nhân dân và phải thúc đẩy vững chắc thịnh vượng chung. Nhưng cái gọi là giấc mơ giàu có đồng đều, từ xưa nay tới hàng nghìn năm đều không thực hiện được. Nó cũng là điều không thể dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó chỉ là một khẩu hiệu hoa mỹ. Nhớ lại trước đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nói về thịnh vượng chung ngay từ cuối những năm 1920 khi họ thành lập căn cứ địa cách mạng ở núi Tỉnh Cương giữa hai tỉnh Hồ Nam và Giang Tây. Nhưng tới nay, nhiều người Trung Quốc vẫn sống ở dưới chuẩn nghèo. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền, tất cả các cơ chế pháp lý và giám sát đều không có tác dụng. Và cái gọi là chống tham nhũng chỉ nhằm loại bỏ một số người bất đồng chính kiến với ông Tập mà thôi.